Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn cũng như hỏi đáp của Shop Công Nghệ TND. Hôm nay thì mình sẽ tư vấn và hỏi đáp các bạn chủ yếu về chương trình, đó là bảo hành dịch vụ sau bán hàng của Shop. Thực ra thì mình cũng đã làm một vài lần nhưng mà có vẻ là các bạn cũng chưa nhiều bạn hiểu về các vấn đề bảo hành. Hôm qua thì có trường hợp là em trai, em Vương có mua chiếc Dell 5587 của cửa hàng. Và sau khi dùng được hơn 2 tháng thì em có phản hồi lại nó có điện cho mình. Và anh ơi, cho em hỏi là tại vì sao em mua máy từ tháng 7 mà máy của em là active từ tháng 2. Model của em nó là Dell G5587. Thì cho em hỏi có vẻ hàng này là hàng dựng lại hoặc là hàng cũ qua sử dụng mà cửa hàng bán cho em mà em không hay biết hay không. Tóm lại là em cũng nói chung là không vui một chút nào cả và cảm thấy không thoải mái. Thì mình cũng có giải thích đơn giản như này. Đối với các hàng máy tính nhập khẩu hay là máy tính ở Việt Nam đi chăng nữa đi, thì hãng sẽ cho phép các bạn lưu kho từ 6 tháng đến 1 năm từ lúc còn là sản xuất hoặc có thể là bán cho các đơn vị phân phối. Ví dụ như các bạn muốn bảo hành ở Việt Nam thì chúng ta phải chuyển vùng bảo hành về. Hoặc là chúng ta mua gói bảo hành về ở Việt Nam thì các đơn vị phân phối hay bảo hành ủy quyền ở Việt Nam các bạn mới được bảo hành. Còn đối với hàng nhập khẩu thì hoàn toàn các cửa hàng bán ra như mình sẽ phải bảo hành đầy đủ cho các bạn. Chiếc máy của em Vương hôm qua thì nó hoàn toàn không hỏng gì cả mà em chỉ có thắc mắc và em muốn đổi sang một máy khác. Nói chung là anh nói gì thì em cũng không nghe. Chính vì thế anh làm cái video này để giải thích cho mọi người cũng như em Vương biết về chính sách bảo hành cũng như bán hàng các hệ thống máy tính ở Việt Nam. Kể cả các hệ thống đó là FPT Shop hay Thế Giới Di Động, mặc dù là dòng sản phẩm chính hãng tại trường Việt Nam nhưng nó đều có date. Nó date được tính qua service time của máy chẳng hạn. Ví dụ chiếc 5587 nó không phân phối tại trường Việt Nam thì chắc chắn chỉ có thị trường nước ngoài. Còn nếu mà em muốn bảo hành thì chỉ có sang Mỹ. Đấy. Còn nếu mà muốn chuyển vùng bảo hành về thì chúng ta phải mất tiền, mất một số phí. Sau đó là chúng ta sẽ mua một gói bảo hành ở Việt Nam thì sẽ được người ta gọi là bảo hành chuyển vùng. Chúng ta sẽ mất tiền. Ví dụ các dòng Iberian như cửa hàng đang bán bảo hành 1 năm đó là hết 1,5 triệu thì em cân đối. Còn nếu mà trong trường hợp hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam ấy thì cũng giải thích cho em rồi, nếu trong trường hợp mà hết date để hỗ trợ bảo hành của hãng, có nghĩa là người ta sẽ cho phép lưu kho bao lâu. Và kể cả FPT có mua sang thì các đơn vị phân phối thì đều phải có service time trên máy, nó sẽ quy định. Ví dụ đây là tháng 1 chẳng hạn, đúng không ạ? Sẽ cho phép trôi 6 tháng đến 1 năm. Và thậm chí là hơn một chút, có thể là sang sẽ hơn một chút tùy các model. Còn nếu mà kể cả siêu thị thì sang nữa nhá, em mua tại FPT hay các hệ thống chính hãng đi, nếu như hết chế độ bảo hành của hãng rồi thì các hệ thống siêu thị sẽ phải bỏ tiền ra thay thế linh kiện hay đổi máy cho khách hàng là tùy theo chương trình của hệ thống siêu thị. Đơn giản là như vậy thôi, còn anh bán hàng đây là rất là văn minh vui vẻ. Kể cả như hôm qua anh thấy em khá là không hài lòng, nhưng anh chỉ muốn nói em biết là lời nói nó có trọng lượng. Làm việc cái quan trọng nhất sau khi bán hàng đó là cái thái độ của khách hàng, phục vụ khách hàng như nào. Anh chưa bao giờ biết từ chối, thoái thác hay nói chuyện không văn minh. Hôm qua anh thấy mà anh nói các kiểu mà em không nghe, thì anh đưa ra một cái phương án cho tất cả mọi người, đó là nếu đã cảm thấy không thoải mái mà em cảm thấy nó thua thiệt, mang máy đến đây anh sẽ nhập lại hoàn tiền cho em 100%. Mặc dù là cửa hàng anh chắc chắn lỗ 4-5 triệu dòng sản phẩm vừa rồi, mà sáng nay em cũng qua, tất nhiên là sau sự việc thì cũng về phần anh thì anh cũng không có ý kiến gì cả, nhưng anh chỉ muốn nói cho mọi người biết về chính sách bảo hành. Còn bây giờ mình sẽ nói lại về chính sách bảo hành của nhà mình, đơn giản là như này. Nếu như các bạn mua các dòng sản phẩm mới, kể cả chính hãng hay sách tay đi, thì đều được bảo hành theo chế độ của hãng. Ví dụ như là sách tay thì cửa hàng bảo hành rõ ràng các bạn như vậy. Muốn được bảo hành của hệ thống ủy quyền ở Việt Nam thì các bạn sẽ phải bỏ tiền ra chuyển vùng bảo hành về Việt Nam, sau đó sẽ mua một gói bảo hành ở Việt Nam này. Các bạn sẽ được là các hãng ví dụ như là Asus này hoặc là Dell này, HP, người ta gọi là bảo hành chính hãng tại Việt Nam sẽ được bảo hành. Còn nếu như các bạn không mua thì cửa hàng chúng mình bán ra sẽ bảo hành phục vụ cho các bạn. Máy mới thì có thể là bảo hành 1 năm, còn các model, một số model sẽ được bảo hành 25, ví dụ Asus chẳng hạn hoặc là MSI, đơn giản là như vậy. Trong 15 ngày đầu nếu các bạn dùng lỗi phát sinh do nhà sản xuất, nếu phát sinh do phần cứng, cửa hàng mình sẽ phải đổi cho các bạn một chiếc máy khác hoàn toàn miễn phí cùng cấu hình, hoặc có thể sang một cái model khác mà các bạn quý vị và các bạn không mất tiền đó. Còn nếu mà sau này thì rất là nhiều người lại nghĩ là chế độ bảo hành phải là 1 đổi 1, có nghĩa là dùng sau 15 ngày nếu lỗi máy thì phải đổi cho một cái máy khác, hoặc dùng vài 3 tháng lỗi máy phải đổi cho một cái máy khác. Thưa các bạn, là không có hãng nào mà ta làm việc như vậy cả. Ví dụ sau cái thời gian date 15 ngày đổi mới chẳng hạn của cửa hàng mình, thì sau này ví dụ lỗi bàn phím thì cửa hàng sẽ phải có trách nhiệm là thay các bạn một cái bàn phím với chất lượng tương tự. Lỗi màn hình thì cửa hàng sẽ phải thay các bạn một cái màn hình tương tự. Còn nếu mà thường bảo hành của nhà mình, nếu đến các lỗi về phần mềm,
chúng tớ sẽ cài đặt cho các bạn hoàn toàn miễn phí dịch vụ về bảo dưỡng vệ sinh máy, hoàn toàn miễn phí trọn đời luôn, các bạn sẽ không mất tiền. Còn sau này nếu mà vì một lý do gì đấy mà các bạn không dùng máy nữa thì các bạn vẫn có thể mang qua cửa hàng bán lại, mình sẽ mua với giá thị trường, chắc chắn là mua giá văn minh lịch sự chứ không có chuyện là mua rẻ, bởi vì đây là cửa hàng buôn bán. Còn nếu các bạn muốn đổi sang một model khác chẳng hạn, mình sẽ nhập lại cái máy của các bạn đúng theo giá thị trường và mình sẽ đổi cho các bạn một chiếc máy khác. Còn nếu mà các bạn sẽ hỏi là bảo hành ở cửa hàng thì bao lâu? Đơn giản là như này, bảo hành thì thường đến là sẽ phục vụ cho các bạn luôn nếu các lỗi đơn giản. Còn nếu mà các lỗi mà bình thường nó liên quan đến bo mạch chủ, chip hoặc phần cứng, chúng tôi sẽ bảo hành tối đa đó là 3 ngày. Còn nếu mà lâu hơn 3 ngày sẽ phải có trách nhiệm đó là thông báo lại khách hàng là thời gian là bảo hành bao lâu. Còn nếu trong trường hợp mà lâu quá ảnh hưởng đến cái việc của các bạn, mình sẽ sẵn sàng cho các bạn mượn một cái máy của cửa hàng và lấy lại toàn bộ dữ liệu bên trong máy của các bạn backup sang cái máy mới để bảo hành cho các bạn. Còn nếu mà trong trường mà nó bảo hành nó quá lâu thì tớ có thể châm trước, thường là mình sẽ phải châm trước. Quá lâu thì mình sẽ đổi cho các bạn một cái máy tương tự. Đó là cách làm của mình 11 năm nay. Đó, thì rõ ràng là các bạn như vậy. Còn đối với những chiếc máy cũ hiện nay được sản xuất mà mình bán cũ hẳn ấy, thì mình sẽ bảo hành đó là bo mạch chủ. Ở các đếp cái máy nhá, được sản xuất là từ 2014 đổ lên thì mình nói rõ các bạn nghe nhá. Bo mạch chủ sẽ được bảo hành 1 năm. Bo mạch chủ sẽ bao gồm đó là CPU này, GPU gắn chết trên main và toàn bộ cái main sẽ được tính là bo mạch chủ. Lỗi sẽ được thay thế mới. Mà đặc biệt bây giờ tất cả những cái dòng máy đời mới các bạn lưu ý nhá, đó là nó dán hết. Nếu nó dính đến chip, đặc biệt là chipset hoặc là chip cảm hình, tôi cam kết với các bạn tôi sẽ thay các bạn một cái main mới. Bởi vì hai cái bệnh đó, chip và CPU, lưu ý các bạn là không thể sửa chữa. Còn các cửa hàng cố tình bảo hành mà dán lại cho các bạn cái thứ đấy là làm ăn vô đạo đức. Nhà mình toàn thay mới luôn. Đó. Có một số trường hợp thì các bạn hỏi mình là như này: anh ơi, em mua cửa hàng của anh thì máy của em hết bảo hành rồi thì có được hỗ trợ hay không? Thực ra là việc hỗ trợ khách hàng là đương nhiên của một doanh nghiệp, kể cả là hết bảo hành. Nếu như các bệnh bình thường, ví dụ đến là thay vài ba con tụ, gãy cái cổng USB chẳng hạn, hoặc là máy chỉ cần vệ sinh nó lên, anh khẳng định bằng tâm không bao giờ lấy tiền của ai. Trừ ra những cái linh kiện mà phải thay thế thì bao giờ cũng giá gốc. Thực ra cái đồ mà thay thế nó không quá đắt đâu. Ví dụ một cái bàn phím các bạn dùng mà để đổ nước không may bị liệt, thay 300-400 ngàn. Có những cái phím đắt thì 700-800, nhưng thường là các dòng phổ thông nó chỉ có 250 thôi. Trong khi đó một cái sạc bị cháy thì cũng chỉ hơn 100 ngàn. À xin lỗi em, cái sạc thì cái loại mà tốt thì cũng phải hơn 200 ngàn. Đơn giản như vậy. Còn đắt nhất của một cái main của laptop, nếu cái dòng phổ thông thì thường nó khoảng 2-3 triệu. Còn một số dòng mà nó gắn những cái con chip hay là gắn những cái CPU khủng thì thường khoảng 7-8 triệu là cũng có. Nên cái quan trọng nhất đó là cái sự thật thà cũng như cái sự phục vụ bằng cái tâm như nào. Cũng có một số trường hợp là em bị mất phiếu bảo hành hoặc bị rách tem trong vô tình thì có sao không? Thực ra là việc rách tem hay là mất phiếu bảo hành thì nó đơn giản lắm. Vấn đề là các chủ doanh nghiệp hay các chủ cửa hàng người ta có thật thà hay không thôi. Còn đây những trường hợp mà mình cũng làm nghề cũng nói tìm đủ mọi lý do là đổ lỗi cho khách hàng. Nhưng mà những cái loại làm ăn như thế nó thất đức, còn làm ăn tâm nó sáng thì chả phải ai phải sợ cả. Rách tem không sao cả em, miễn anh tháo ra kiểm tra cho em, không dính nước, không rơi vỡ, không móp méo sẽ được bảo hành bình thường. Còn nếu mà mất phiếu bảo hành thì thời buổi bây giờ là 4.0 rồi các em ơi. Chỉ cần có số điện thoại của các em, anh sẽ check ra, kể các em mua vài ba năm, anh sẽ check ra tên của em là gì, em mua máy ngày nào, thông số máy ra sao, có đầy đủ hết. Mà cứ mua máy rồi, mặc định là qua cửa hàng sẽ được phục vụ. Đấy, còn nếu mà có khó khăn hay là có gì đấy với nhau, cứ nói thẳng một câu, tiền chưa chắc là phải là thành vấn đề đâu. Khó khăn quá thì có những trường hợp các em sinh viên cũng nói luôn qua, và em nói thực sự là quá khó khăn. Cái máy này thì em dùng anh mặc dù là biết rất lâu rồi, anh có thể hỗ trợ được cho em không? Anh sẵn sàng hỗ trợ luôn. 500 một triệu với các em hoặc với mọi người có thể là to, nhưng với anh đấy là cái tấm lòng. Có những khách hàng anh tặng vỏ pin, có những khách hàng anh tặng cái ổ cứng. Nó là những cái trường hợp ý được, nó không nhiều nhưng mà cũng đủ để biết là chúng ta phục vụ khách là phải như vậy. Còn nếu mà các linh kiện thì thường tớ sẽ bao test cho các bạn 3 tháng là máy cũ. 3 tháng ở đây thì thường là mình sẽ bao test nó là màn hình và pin, sạc, là 3 linh kiện khấu hao bên ngoài, bàn phím. Là mình sẽ bao test cho các bạn 3 trong 3 tháng lỗi đều đổi mới hoàn toàn. Còn sau này thì mình sẽ hỗ trợ các bạn dịch vụ và sẽ tính giá gốc cho các bạn, thường nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Nói chung là những cái tình huống hỏng hóc sửa chữa thì cũng không ai mong muốn cả. Nhưng với cái tâm của mình, nó các bạn dù các bạn bảo hành hay các bạn đổi máy hay các bạn gì, luôn kiên nhẫn giải thích và nói chuyện với các bạn bằng một cách văn minh chứ không phải là chửi bới là ABC. Mà các bạn, rất là nhiều bạn cũng gọi điện cho mình chửi bố chửi mẹ mình các kiểu luôn. Mình làm việc thì mình phải có chịu trách nhiệm với khách hàng. Còn quan điểm của mình, nếu các bạn đã sử dụng dịch vụ của nhà mình lâu rồi thì các bạn đều biết rồi, mình xử lý ở đây chưa bao giờ để ai mất lòng. Còn nếu các bạn thực sự mà mình không biết các tình huống các bạn bảo hành hoặc là nhân viên của mình phục vụ không tốt, các bạn chỉ cần alo cho mình một câu thôi,
Tôi dám nói với cái tâm của tôi, xử lý cho các bạn chắc chắn là ok 100%. Còn nếu mà các bạn cảm thấy không hài lòng, không thu thiệt, tôi nhập lại cho các bạn luôn. Đó là cách làm việc của những người mà có tâm với nghề. Còn nói thực sự với các bạn, tầm tuổi này thì mình cũng chả phải là nhiều tuổi đâu. Nhưng mà mình làm việc bây giờ là vì một cái tập thể, vì cái uy tín. Còn tiền bây giờ cũng có thể là mình không nhiều, nhưng mình cũng không thiếu. Còn hàng ngày, các bạn thử biết, trong kinh doanh, làm ăn có tâm, có tầm thì không bao giờ hết khách. Khách hàng là nguồn sống của doanh nghiệp. Chính vì thế là dù khách hàng đúng hay khách hàng sai đi chăng nữa đi, với tôi luôn lắng nghe khách hàng. Còn nếu mà khách hàng mà không lắng nghe, mà không quý mình nữa, hoặc là không tin tưởng mình nữa thì thôi, chúng ta sẽ chia tay. Còn đơn giản nhất là mình sẵn sàng chấp nhận chịu thiệt, mình nhập lại máy luôn. Đấy, mình còn nói công bố luôn trên video như này, không cần phải cãi nhau, không bao giờ phải lặng lời với nhau làm gì cả. Cái thời gian cãi nhau, cái thời gian lặng lời, thôi anh em sàn xê làm việc khác cho nó nhanh. Vừa cái đầu óc mình nó vừa là thoải mái, mà khách hàng mình cũng không phải suy nghĩ. Còn nói thực sự với các bạn, với cái bạn 5 năm 7 8 7 vừa rồi, có thể với số tiền của em 4 5 triệu là to, nhưng với anh em là khách. Dù em có sai, dù em có nói nặng thì chăng nữa, thì anh chưa có một lời nào không nói với em vô lễ cả. Anh trả lại cho em tiền luôn, để cho em biết đó là phục vụ là phải chuẩn, lời nói là phải có trọng lượng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn tất cả những khách hàng nào mà liên quan đến việc bảo hành của khách hàng mà không hài lòng thì các bạn cứ gọi điện thẳng cho mình. Số điện thoại của mình là 077 357 4 số 9 ở đuôi. Mình sẽ hỗ trợ các bạn tốt nhất, đấy, văn minh, lịch sự và vui vẻ, chứ không bao giờ có chuyện to tiếng hay là cãi nhau, chả để làm gì các bạn ạ. Cuộc đời cứ sống, nói chung là mình làm việc cái gì cũng bằng cái tâm, cứ thoải mái vui vẻ thì cái gì rồi các bạn cũng sẽ giải quyết được thôi. Còn bây giờ thì thôi, thì mình cứ xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.